kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người giao nhận hàng qua mạng hay còn gọi là các shipper với thủ đoạn rất tinh vi. Thủ phạm chính gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các shipper là Lê Mạnh Hùng, 39 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đối tượng khai nhận do mới ra tù cần tiền để tiêu xài nên Hùng đã cùng một đối tượng nữ tên Hằng chưa rõ lai lịch đã lừa những người vận chuyển hàng hóa qua mạng. Thủ đoạn của hai đối tượng là đóng vai một người bán hàng và một người mua hàng. Hùng chọn đặt hàng có giá trị lớn rồi yêu cầu người ship hàng ứng tiền trước. Sau khi gọi cho người nhận là Hằng để xác nhận đơn hàng, các shipper chuyển hàng đến thì không liên lạc được với người nhận. Cùng thủ đoạn này, hai đối tượng Hùng và Hằng đã lừa đảo ít nhất 4 vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng trong vụ án cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2018 tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan công an, đêm mùng 7 tháng 11, Vương Xuân Đức 21 tuổi và Trần Tiến Anh 20 tuổi cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã rủ nhau đi cướp tài sản của những người phụ nữ đi chợ một mình vào sáng sớm. Khi đến khu vực đường 18 xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thấy một phụ nữ đi xe máy qua, hai đối tượng áp sát, rút dao đe dọa rồi cướp túi sách, bên trong có 600.000 đồng và một điện thoại di động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26 tháng 11, đội cảnh sát hình sự công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ hai đối tượng trên. Trần Tiến Anh khai nhận trước đó rạng sáng ngày 5 tháng 10, Tiến Anh đã cùng một đối tượng khác đi cướp tài sản, gồm 3 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại của một người phụ nữ đi chợ sớm trên địa bàn xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Sáng nay, đội cảnh sát giao thông số 7 công an thành phố Hà Nội đã tiến hành xử phạt lái xe lùi ngược chiều trên đường vành đai 3 gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác. Trước đó, sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 30F02330 lùi ngược chiều trên đường vành đai 3 vào chiều ngày 5 tháng 12, đội cảnh sát giao thông số 7 đã xác định vị trí vi phạm thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Từ biển số xe, lực lượng chức năng đã xác định chủ xe là anh Đỗ Văn Cường, trú tại quận Hà Đông. Thời gian trên, anh Cường cho anh Đoàn Cao Công, sinh năm 1992 ở Xuân Trường, Nam Định, mượn ô tô để đi lại. Anh Công sau đó thừa nhận đã điều khiển chiếc xe trên đi lùi trên đường vành đai 3. Xử lý theo quy định tại điểm H khoản 4, điều 5 Nghị định 46 năm 2016, đội cảnh sát giao thông số 7 đã lập biên bản xử phạt tài xế 1 triệu đồng và tạm giữ bằng lái xe trong 2 tháng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm, trước dự báo tình hình tội phạm gia tăng hoạt động, nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, kịp thời triệt phá các ổ nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Quốc Oai đã triển khai cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Mục tiêu hướng tới là nỗ lực hết mình vì sự bình yên của nhân dân. Đây là một cuộc họp nhanh của lãnh đạo chiến sĩ đội cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai. Khác với các cuộc họp thường tuần với nhiều phần công việc, nội dung hôm nay tập trung và đi thẳng vào vấn đề đề phòng, ngăn ngừa và đấu tranh xử lý các đối tượng ổ nhóm đang tiềm ẩn khả năng hoạt động phạm tội. Theo đội cảnh sát hình sự, từ giữa tháng 11 tới nay và trong cả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Hợi, những buổi họp như thế này sẽ được đơn vị liên tục triển khai nhằm chia sẻ thông tin, kịp thời lên phương án trấn áp tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho bà con nhân dân. Đội cảnh sát hình sự là thường xuyên họp những cuộc họp để phổ biến đến toàn bộ chiến sĩ cán bộ trong đội, đồng thời là giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ trong đội để tập trung xây dựng kế hoạch phòng ngừa đối với các loại tội phạm trên địa bàn huyện Quốc Oai. Cùng với việc nắm bắt địa bàn của lực lượng cảnh sát theo dõi khu vực, những buổi tuần tra ngầm không mang quân phục đã và đang được Công an huyện Quốc Oai thực hiện nhiều hơn trước. Dự báo diễn biến tội phạm sẽ gia tăng trong dịp cuối năm, nhất là thời điểm xung quanh các ngày lễ Tết như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết âm lịch. Nhiều nhóm đối tượng được đặc biệt xác định để theo dõi. Đội cảnh sát hình sự cũng tập trung toàn bộ lực lượng nắm bắt địa bàn, nắm bắt tình hình địa bàn, đồng thời xây dựng các kế hoạch phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm gây thương tích, tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm tín dụng đen. Bởi vì theo cái thông lệ hàng năm ấy, thì đối với loại tội phạm này thì 3 tháng cuối năm là có xu hướng gia tăng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thì chúng tôi thì tăng cường nắm bắt các cái đối tượng mà đã có cái tiền án tiền sự trên địa bàn để tập trung đấu tranh. Thứ hai là đối với bà con nhân dân thì chúng tôi cũng tăng cường phổ biến để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để bà con nắm bắt được và cũng là có các biện pháp để bảo quản, bảo vệ cái tài sản cá nhân của mình. Trong năm 2018 vừa qua, bằng nỗ lực quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm,
Công an huyện Quốc Oai đã tiếp nhận giải quyết 169 trên 174 tin báo tố giác tội phạm, đạt trên 90%. Trong đó khởi tố gần 90 vụ, thụ lý điều tra 104 vụ, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 77 vụ. Trong công tác chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, ma túy và môi trường, đã có 231 vụ việc liên quan tới hàng trăm đối tượng được phát hiện xử lý. Kết quả trên cùng những quyết tâm của cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự nói riêng, công an huyện Quốc Oai nói chung đã và đang góp phần thiết thực để mang lại sự bình yên cho nhân dân địa phương, nhất là khi năm mới đang tới gần. Kết quả đó cũng thể hiện vai trò xung kích đi đầu của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm, xứng đáng với trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 141 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.